chỉ cần nghe cái âm thanh này thôi là đã thấy mùi thành công rồi đó nha. Sau nhiều lần thất bại với cái món heo quay làm bằng nồi chiên không dầu thì hôm nay họ đã chinh phục được em nó rồi nè cả nhà ơi. Làm cái món này thì nó hơi lệch kinh nhiều bước nhưng mà sau khi đã làm thành công rồi thì hoa lại thấy nó vô cùng dễ. Mọi người cứ áp dụng theo các cái bước mà hoa làm ở trong video thì hoa đảm bảo là sẽ thành công ngay lần đầu tiên luôn. Cái khúc mà ướp gia vị này thì mọi người lưu ý là thoa đều gia vị ở tất cả các mặt nhưng mà trừ cái phần da ra nha. Ướp trong vòng khoảng 30 phút sau đó thì Hoa sẽ dùng một cái máy sấy để sấy khô cái phần da. Và hỗn hợp chanh muối sau đó thì massage đều lên cái phần da. Tiếp đó thì Hoa sẽ cho vô nồi chiên không dầu và nướng. Mọi người thấy cái nồi chiên không dầu mới của Hoa màu xanh ngọc có xinh không? Đây là nồi chiên không dầu của nhà Simlot. Mẫu nồi này thì có ba màu màu xanh ngọc, màu kem và màu đen. Dung tích của nồi là 4 lít thích hợp cho những bạn nào ở trọ một mình hay là những gia đình có ít người. Điều mà Hoa thích khi sử dụng sản phẩm ở bên hãng này là được bảo hành một năm chỉ đổi không sửa. Giá thành thì hạt dẻ mà lại được cam kết như vậy thì khi dùng cũng yên tâm hơn nè hôm nay thì hoa sẽ không có ăn heo quay không thôi đâu mà hoa sẽ biến tấu em nó thành món heo quay trộn xả tắc chỉ thêm có một vài công đoạn sát sát trộn trộn nữa thôi nhưng mà hoa đảm bảo với mọi người là cái món này đưa cơm cực kỳ cái món này không chỉ hao cơm không thôi đâu mà mọi người làm món nhậu cho các anh chồng cũng rất là bắt mồi luôn đó vị của nó thì chua chua ngọt ngọt thơm mùi xả tắc giống như là chân gà lắc vậy mọi người bữa cơm mà có món này thêm một dĩa rau lộ là chén xay nồi cơm luôn đó cả nhà nếu mà bạn nào vẫn chưa ăn thử qua món này thì nhất định phải làm thử để ăn nha